Hello, mình tên là Kazu của nhóm Double Wish. Bây giờ mình ở số 99 Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận. Mình cũng đọc báo nè. Trên mặt báo điện tử đó giới thiệu top 10 quán chai quận Phú Nhuận ngon, đồng có tiếng giá bình dân. Quán tên là quán chai Điều Minh nè. Là bây giờ đúng người á. À, và một người là 25.000 thôi á. Và thực chọn món ăn chay à. Nên chỉ có một người phục vụ thôi à. Nên mọi người giúp phục vụ đó nè. À giúp. Nên rất rất rẻ nè. 25.000 á. Cũng có trang Google nhá. Quán này là tiền 400 trang Google nhá. Chân ngon và comment là rất rất nhiều á, là quá 100 ngon. Dạ chưa biết nè, nè đi thôi nha, let's go. Đậu phụ chín nè, đậu phụ chín nè. Yeah. Mình thích cá tím. Yeah. Oh, cà lốt nè. Dạ, yeah, chuẩn bị rồi nè. Yeah. Biết không? Cái này là không có thịt. Đầu tiên là cá tím. Ngon, còn mềm nữa. Và hôm thế là cá dư là không phải người chay. Là đầu tiên đi nhà hàng chay. Tất cả các món ăn của nhà hàng đó vì Nhật. Nhưng cái này là không phải bị ngộ. Ngon này. Đây là quán món chay đó, nhưng mà không giống như nhà hàng bình thường đó. Sau khi thăm củ cải trắng này đó, là xóa mềm này. Mềm lắm này. Là cái gì? Không biết đương à. Giống như là ngô chi đó, bánh dài. À, cái này hơi hơi cay. Cái này bị ớt và giống như là sa tê. Món ăn chay là rất rất nhiều loại nha. Em khi ăn món chay thì có thể trồng nhiều món ăn. Wow, lão xào này rất ngon. Bị quán này là vừa mình có cá dư rất ngon. Là như nhà hàng á, hơi hơi bị ngọt nhá, nhưng mà ở đây là không phải ngọt, không có ngọt nhá. Hơi cay và hơi mặn á, đậm này. Em có thể sử dụng nhiều gia vị nhá, nên mỗi món ăn này đều bị khác nhau, nên thú vị là vui. Nhưng mà bi ngon này là bi ngọt. Bây giờ là 11 giờ rưỡi nè. Bây giờ đông người và cũng có người nước ngoài nè. Có thể là nhiều người chay đến ở đây nè.
chiên này là ngon nhất. Bên Nhật Bản ít có quán chay, có thể ít có. Tại vì mình là không phải người chay, em không biết rõ. Nhưng mà ít có người chay, có thể hiện nay người chay Nhật Bản càng ngày càng nhiều hơn. Mình chưa có bằng người chay Nhật Bản nha. Khi sống ở Việt Nam thì mỗi gặp người chay là đầu tiên thấy cái này thì mình tưởng thịt gà này. Nhưng mà không phải, chắc chắn có vẻ thịt gà giống như bên ngoài, giống như thịt gà, da gà. Chắc chắn không phải đâu. Thế là bình đậm, em cần không chắn. Và đây cứ có căng. Cá dư sống một mình đêm. Nếu cứ nấu ăn thì sử dụng nhiều thịt, ít ăn rau. Bây giờ mình nghĩ thỉnh thoảng nên đi ăn cơm chay nha. Có thể tốt cho sức khỏe là sức khỏe. Và chắc chắn có nhiều dinh dưỡng nha. Để ngày mai là khỏe hơn và sức mạnh nhiều hơn. Và sẽ chọn em da đẹp nha. À, chỗ thằng da đẹp nha. Đúng không? Nếu mọi người chưa đi ăn món chay thì hãy đi ăn món chay nha. Chắc chắn ngon. Còn nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Bye bye. Yeah. Là ngon nha.